học trước, chúng ta đã học cách xem đồng hồ rồi. Hôm nay mình cùng học và đọc giờ theo hai cách nha bạn. Bạn hãy quan sát đồng hồ sau và xem đồng hồ chỉ mấy giờ. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ bạn thử nghĩ xem còn thiếu bao nhiêu phút nữa thì đến 9 giờ. Bạn quan sát kim dài nhé. Kim dài chỉ vào vạch có ghi số 7. Tính từ vạch chỉ số 7 đến vạch chỉ số 12, ta đếm nhẩm 5, 10, 15, 20, 25. Vậy còn 25 phút nữa là 9 giờ. Vậy có thể nói 8 giờ 35 phút hay 9 giờ kém 25 phút. Bây giờ đồng hồ chỉ mấy giờ vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy khi đồng hồ chỉ 8 giờ 45 phút thì còn mấy phút nữa đến 9 giờ vậy nhỉ? Bạn quan sát kim dài. Kim dài chỉ vào vạch có ghi số 9. Tính từ vạch chỉ số 9 đến vạch chỉ số 12, ta đếm nhẩm 5, 10, 15. Vậy còn 15 phút nữa là 9 giờ. Vậy có thể nói 8 giờ 45 phút hay 9 giờ kém 15 phút? Bạn xem tiếp nhé. Đồng hồ đang chạy tiếp. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Khi đồng hồ chạy tới 8 giờ 55 phút thì còn bao nhiêu phút nữa tới 9 giờ? Ta cùng quan sát kim dài. Ồ, kim dài chỉ vào vạch có ghi số 11. Tính từ vạch chỉ số 11 đến vạch chỉ số 12 có 5 khoảng. Vậy còn 5 phút nữa là 9 giờ. Vậy có thể nói 8 giờ 55 phút hay 9 giờ kém 5 phút? Chúng ta đã biết xem đồng hồ theo hai cách rồi. Bây giờ chúng ta cùng thực hành ở phần bài tập nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.